Nhìn chung thì tôi muốn nói như thế này. Tôi đi từ Sài Gòn, Huế, Hà Nội, nó ngắn như thế đi. Thì cái bầu không khí của Việt Nam nó rất là thanh bình. Nó thanh bình lắm, cũng như tôi đã nói ở trên một cái đoạn nào đó mà tôi có post lên Facebook. Ta muốn nói gì thì nói. Người nào muốn nói điều gì về Việt Nam thì họ cứ nói. Bởi vì họ là một cái anh mù, sờ voi. Và thậm chí anh cũng mù đấy, anh cũng chẳng được sờ voi nữa. Mà anh cũng chẳng ngửi được phân voi nữa. Thành ra họ cứ nói tầm bậy tầm bạ như những người điên về một cái thực thể nó sờ sờ trên cái bình diện của các quốc gia trên thế giới và trên bình diện của loài người, tức là một cái quốc gia có thực, dù họ là cộng sản Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một quốc gia của những người cộng sản cựu thù của tôi, nhưng mà là họ là một quốc gia có một chính thể rõ ràng và họ giữ được toàn cõi Việt Nam hiện nay trong cái trạng thái gọi là thái bình, không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột trong xã hội như người ta vẫn tưởng tượng. Thì cái việc mà họ giữ được ổn định xã hội và người dân được hưởng thái bình ấy, thì tôi nghĩ rằng đó là cái nền tảng cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và rồi tự do, dân chủ và nhân quyền trong bước đường tương lai. Thế còn bảo rằng Việt Nam hiện nay không có tự do, dân chủ và nhân quyền thì cái điều đó cũng là nói quá lời. Bởi vì không có một quốc gia nào ở trên thế giới này mà không có tự do, dân chủ và nhân quyền hết. Chẳng qua là họ có ở một cái mức độ như thế nào mà thôi. Thí dụ như có được 30% tự do, dân chủ và nhân quyền, tức là cái cấp thấp, hạ đẳng. Thí dụ như được 50%, thí dụ như được 70%, và thậm chí được 80% như ở Mỹ chẳng hạn. Quý vị đừng tưởng ở Mỹ là có tự do, dân chủ và nhân quyền hơn tất cả mọi quốc gia khác đâu. Mỹ cũng chẳng có đủ tự do, dân chủ và nhân quyền. Các quốc gia phương Tây cũng chẳng có đủ tự do, dân chủ và nhân quyền. Mà trái lại, những nhà cầm quyền của các nước phương Tây và Mỹ và Nga và Trung Quốc còn vi phạm những tội ác diệt chủng đối với nhân loại. Thành như chúng ta nhìn về đất nước Việt Nam hiện nay, tôi không ưa thích gì cái chính phủ Cộng sản Việt Nam. Nhưng chúng ta phải thừa nhận một sự thật. Trong bao nhiêu năm nay, họ đã làm được, họ đã giữ được cho dân tộc Việt Nam một đời sống thanh bình, mang tính chất thái bình. Và cái sự phản ứng của người dân đối với chính quyền nó không hề biểu lộ một chút gì gọi là gay gắt, mà trái lại có một sự đồng tình cao độ. Đây là điều chúng ta cần phải nói thẳng và nói thật. Và những cái loa tuyên truyền ba láp ấy, tôi nghĩ rằng nên dẹp bớt đi. Nên đủ can đảm để mua vé Việt Nam về Việt Nam đi từ Bắc chí Nam như tôi đi. Đi ngay trong lòng dân Hà Nội, đi ngay trong lòng dân Sài Gòn. Hưởng thụ và chia sẻ ngay trong lòng Sài Gòn, hưởng thụ và chia sẻ ngay trong lòng Đà Lạt, hưởng thụ và chia sẻ ngay trong lòng Đà Nẵng, hưởng thụ và chia sẻ ngay Hà Nội,
ngay Hạ Long, ngay Lạng Sơn là giải đất biên thủy. Thì quý vị sẽ hiểu rằng có nhiều cái những người cộng sản họ làm cũng chưa tới đâu. Nếu mà so về cái bề dày thời gian, chiều dài thời gian thì họ làm chưa tới so với cái chiều dài thời gian, vì họ đã vướng quá nhiều khuyết điểm trong quá khứ. Nhưng mà chúng ta phải xác nhận rằng họ làm được. Và nếu mà so sánh với Việt Nam Cộng Hòa thì ta so sánh nó thành ra khập khiễng. À, bây giờ mà mang Việt Nam Cộng Hòa nó so sánh với cái Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay thì nó rất là khập khiễng, và nó trở thành ra là mang một cái quá tệ ra để mà so với một cái đang đang tiến bộ thì mình không thể so sánh được. Thế còn những cái giả thuyết là nếu mà Việt Nam Cộng Hòa còn đến ngày hôm nay thì sẽ phát triển hơn, Việt Nam sẽ phát triển hơn gấp bội. Đó là giả thuyết. Chuyện nó chưa bao giờ xảy ra, bởi vì Việt Nam đâu có còn đến ngày hôm nay. Việt Nam Cộng Hòa mất mẹ từ năm 1975 rồi. Đó nè. Và bây giờ cứ mơ tưởng những cái chuyện bắt lát bắt sạp chống họ, tìm cách lật đổ họ, quang phục lại miền Nam. Điều đó là đứng đắn. Nhưng mà sự thực những người Việt Nam Cộng Hòa nhìn lại mình xem, mình đã làm được gì để mà đòi hỏi quang phục Việt Nam. Bản thân chúng tôi, mẹ sau 75 vẫn tiếp tục cắm đầu vào con đường quang phục. Và cuối cùng thì là tù ngục, là lưu vong. Và rồi đến bây giờ khi mình trở về nhìn cái đất nước thanh bình, nhìn những phố đêm, nhìn những người dân, những đứa trẻ ca hát vui đùa, nhìn những cái cảnh sắc của non sông được tô điểm bởi những bàn tay của con người Việt Nam, thì lòng cũng thấy ngậm ngùi. Chúng ta đã quá khích, đành là có một giai đoạn hận thù không thể nào mà không có được. Mà tất nhiên là thù hận thì nó khó phai lắm, nhất là chẳng bên nào nhường bên nào. Nhưng đến bây giờ với những cái điều kiện, tôi đã về được một lần thứ nhất và tôi về lần thứ hai, thì tôi thấy rất rõ rồi. Việt Nam có thanh bình và có thái bình, thế còn tự do, dân chủ và nhân quyền thì nó là cái mức độ gọi là 30 mấy% thì cũng đủ rồi. Bởi vì người ta cần nhiều tự do để làm gì? Những người nông dân, những người dân miền núi Hờ Mông, những người nông dân họ cần nhiều quá tự do để làm gì? Chắc chắn là cái tự do đó nó không làm cho mảnh ruộng của họ nó tăng năng suất. Nhưng mà mình nói thì mình nói đùa thôi, chứ tự do nó là một cái gì cao quý lắm. Nhưng mà nó phải tùy theo cái dân trí và sự phát triển của xã hội. Dân trí còn kém thì rất khó mà có tự do được đầy đủ. Dân trí còn kém thì rất khó mà nói chuyện dân chủ, bởi vì người ta nghĩ rằng được đến đấy là dân chủ rồi. Sống được là có nhân quyền rồi. Đi chùa thắp nhang lễ Phật được là có tự do tôn giáo rồi. Thành ra cái ý thức mà của những tiểu thị dân mà cho rằng cao cả thì chưa chắc các anh đã hiểu thế nào là tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự hết. Các anh cứ nằm mơ, các anh nói rằng chúng tôi ở Mỹ là chúng tôi có tự do, dân chủ và nhân quyền. Đúng, có chứ.
Nhưng mà các anh được hưởng được bao nhiêu cái tự do dân chủ và nhân quyền ở Mỹ? Tôi hỏi thật tất cả quý vị này, hỏi Vũ Hoàng Lân luôn này. Vũ Hoàng nhờ, Lân đã hưởng được đến bao nhiêu phần trăm tự do dân chủ và nhân quyền ở Mỹ? Còn riêng tôi nói thẳng là như thế này. Anh có nói trời nói biển thì anh nhìn vào ông Tổng thống Trump và cái đoàn cố vấn của ông Trump, cabinet của ông Trump trong White House bị xét xử bỏ tù như ông Peter Navarro, như ông Steve Bannon, như là Paul Manafort. Thấy đó là tự do dân chủ và nhân quyền à? Thấy Tổng thống Donald Trump bị áp đặt những bản án hoàn toàn ba sạo mà tôi đã nói từ trước khi tôi đi Việt Nam, tất cả những bản án đó nó sẽ tan chảy trước tối cao pháp viện. Thế bây giờ mọi chuyện đã xảy ra y chang. Thế thì ai bịt miệng ông Trump? Và ông Trump bị bịt miệng như thế là tự do dân chủ à? Là ông Trung có nhân quyền à? Thành ra chúng ta phải nói một cái điều nó rõ như thế này. Hỡi những cái nhà đấu tranh cuội, còn tôi là những nhà đấu tranh thực trước đây nhá, chứ không phải cuội nhá. Tôi đấu tranh, tôi vận động chính phủ Mỹ, tôi vận động cố vấn an ninh đặc biệt, vận động Bộ Quốc phòng để xin tài trợ cho kháng chiến chống Việt Cộng, khôi phục lại miền Nam Việt Nam. Đó mới là chống Cộng thực. Thế còn cái phía chống Cộng nhảm nhí, cào bàn phím, biểu tình, múa máy, dàn cảnh kháng chiến, bịp, lừa người dân, cái đó không có phải là chống Cộng gì cả. Những cái phong trào nó tan hết rồi và bây giờ nó tan đi và nên dẹp hẳn đi, đừng để nó lâu lâu lại lộ ra một cái hình ảnh mà làm nhục người ở ngoài. Tôi nhắc lại một lần nữa, hiện nay đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của những người cộng sản có Thanh Bình và có Thái Bình, người dân có một phần tự do, một phần dân chủ và một phần nhân quyền. Họ không có đủ đâu, vì dân trí của họ đó, nó chỉ cần được hưởng tới thế là đủ rồi. Và họ không nhìn những cái cao hơn. Bởi vì cái khi mà người ta ý thức về phẩm giá của mình cao hơn thì người ta mới đòi hỏi tự do và dân chủ nhân quyền cao hơn. Còn bây giờ người ta đáp ứng đủ mọi thứ mà trước đây hơn 100 năm thuộc Pháp, mấy chục năm chiến tranh người ta không được hưởng, và bây giờ được hưởng gấp bội phần là người ta đã mãn nguyện với cái đời sống hiện có ở Việt Nam. Đó là những điều chúng ta cần phải nói thẳng và nói thật với nhau như thế.